Tên tôi là Terry Stubbard và tôi sẽ là người hướng dẫn các bạn bước vào thế giới của tác chiến không gian hẹp. Hiện tại tôi là đặc nhiệm mũ nổi xanh, lục quân Mỹ và tôi đã chiến đấu trong hai cuộc xung đột vũ trang tại Trung Đông. Ban đầu, tôi được huấn luyện để chiến đấu trên mặt trận châu Âu, bảo vệ nước Mỹ và đồng minh phương Tây, chống lại Liên Xô trong thời kỳ cao điểm chiến tranh lạnh. Tôi đã phải học tiếng của khối quân sự phương Đông cũng như chuẩn bị để đột nhập vào hậu phương đối thủ, kết nối, huấn luyện và chiến đấu bên cạnh quân du kích để đánh bại Hồng quân tại chính sân sau của họ. Dù cho chiến tranh lạnh đã kết thúc, ngày nay chúng ta phải đối đầu với một cuộc xung đột toàn cầu mới, chủ nghĩa khủng bố. Để chống lại mối đe dọa này, tôi cần phải trở thành một chuyên gia trong tác chiến không gian hẹp. Chúng ta sẽ cùng khám phá cách các binh sĩ và cảnh sát tinh nhuệ đã sử dụng những kỹ năng, vũ khí và công nghệ đặc biệt để đánh bại kẻ địch ở tầm cực gần như thế nào. Khái niệm tác chiến không gian hẹp được sử dụng để miêu tả hoàn cảnh chiến đấu mà cảnh sát hay binh sĩ quân đội phải đối đầu trong môi trường đô thị hoặc nông thôn, dù rằng nguyên bản tác chiến không gian hẹp khởi đầu từ khi người ta còn cận chiến với nhau bằng kiếm và tay không, nhưng ngày nay chúng thường được sử dụng để miêu tả kỹ thuật mà các đội nhỏ thường đối đầu với đối thủ bên trong các tòa nhà hay khu phức hợp. Cầu thang, hành lang và các căn phòng luôn tiềm ẩn các mối đe dọa và biến số. Tất cả các đơn vị cảnh sát và quân đội cần phải đặt trạng thái tốt nhất khi họ tác chiến trong không gian hẹp. Trong tập phim hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem xét các nhiệm vụ ngăn chặn và chống khủng bố có sử dụng nhiều loại hình chiến thuật và kỹ thuật tác chiến không gian hẹp khác nhau. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng xem một chiến dịch chống khủng bố diễn ra trong khu vực dân cư. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu bộ trang bị cơ bản của một lính phòng chống khủng bố. Tôi sẽ giải thích một số kỹ thuật sử dụng vũ khí cơ bản cho tác chiến không gian hẹp mà những người lính này phải thành thạo. Sau đó, chúng ta sẽ đào sâu hơn vào các trang bị cần thiết để bảo vệ chống lại vũ khí hóa học, chất nổ cùng bộ thiết bị cứu thương của lính phản ứng nhanh. Cuối cùng, chúng ta sẽ phân tích kỹ càng cách một nhóm cảnh sát chống khủng bố phản ứng lại trước một mối đe dọa khủng bố trong ga tàu điện ngầm hay một tòa nhà văn phòng. Cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 đã mang hình tượng chủ nghĩa khủng bố tới phòng khách của tất cả mọi người. Mưu đồ đằng sau chủ nghĩa khủng bố đã xuất hiện từ cùng một lúc với hình thái chiến tranh cơ bản nhất, khi một quân đội mạnh đấu với một lực lượng nhỏ hơn có một vài kỹ thuật cơ bản mà đội quân nhỏ hơn có thể sử dụng để săn bằng bất lợi. Dù một đội quân lớn có vẻ như có nguồn cung cấp tài nguyên và kỹ thuật vô hạn trong tay, nhưng đồng thời họ cũng bị đè nặng bởi chính cơ sở hạ tầng đó. Một đội quân du kích nhỏ, dù thiếu thốn sự hỗ trợ về công nghệ và tài nguyên, vẫn có thể vận hành theo hình thức bí mật và tận dụng quan điểm của dân chúng nhằm giành lấy sự ủng hộ cho lý tưởng của mình. Hãy cùng nhìn lại những cuộc thập tự chinh, cuộc chiến thuộc địa tại châu Phi hay thậm chí là cuộc chiến giữa nhà nước Mỹ và người da đỏ tại Bắc Mỹ. Các bạn có thể thấy rất nhiều ví dụ về chiến tranh du kích khi các nhóm nhỏ có thể chiến thắng trong các trận đánh chống lại một lực lượng quân đội thuộc địa truyền thống vô cùng lớn. Khủng bố là hình thức sử dụng bạo lực có tổ chức, có tính toán trước bởi những nhóm phi chính phủ hay được chính phủ nào đó tài trợ chống lại các quân nhân hay dân thường nhằm thúc đẩy một mục tiêu về lý tưởng. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới phương Tây coi những kẻ Hồi giáo cực đoan là nguồn đe dọa khủng bố lớn nhất. Những mối đe dọa kinh khủng nhất chính là vũ khí hóa học hay thuốc nổ được sử dụng trong những cộng đồng dân cư hay các cơ sở ngoại giao khắp thế giới. Vương quốc Anh có lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ đường không, SAT, và tại Mỹ, người ta cũng xây dựng lực lượng Delta để chủ động tấn công phủ đầu trước trong cuộc chiến chống khủng bố và tiêu diệt những kẻ khủng bố trước khi chúng có cơ hội tiến hành các cuộc tấn công hay đáp trả dữ dội. Chống khủng bố là khái niệm miêu tả việc xử lý các mối đe dọa tức thời tới cộng đồng dân cư, do đó trách nhiệm làm việc này rơi vào các tổ chức liên bang, cảnh sát và an ninh nội địa. Từ cuộc tấn công khủng bố nội địa tại thành phố Oklahoma cho đến mối đe dọa ý thức hệ toàn cầu của những người Hồi giáo cực đoan, và chúng ta phải xử lý nó.
có hai cách có thể xem xét để giải quyết vấn đề này: phòng và chống khủng bố. Cả hai đều phải hoạt động kết hợp với nhau một cách hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ. Phòng tránh khủng bố có vẻ bị động hơn, bạn sẽ phải làm cho mục tiêu trở nên khó bị tấn công hơn, dù đó là một cơ sở hạt nhân hay một đám đông người ở ga tàu điện ngầm. Chống khủng bố hung hãn hơn rất nhiều. Tôi gọi đó là tư thế nghiêng về phía trước, truy lùng kẻ địch. Bạn sẽ phải tìm xem hắn ở đâu, bạn thu thập thông tin tình báo và khiến cho đối phương phải trốn chạy, khiến hắn không có thời gian để tổ chức và tấn công bạn. Dù cơ quan tổ chức nào tham gia, chúng ta cũng cần phải có khả năng chia sẻ thông tin tình báo và hoạt động phối hợp với nhau một cách hiệu quả để hoàn thành công việc. Cuối cùng thì bất kỳ một xã hội nào nếu muốn sống sót cũng cần phải luôn sẵn sàng phòng thủ và có năng lực tấn công trong cuộc chiến chống khủng bố. Yếu tố tâm lý thúc đẩy một kẻ khủng bố có thể là thứ vô cùng khó để hiểu rõ. Thông thường, một tên khủng bố sẽ sử dụng thiết bị có tên áo tự sát, một khái niệm để miêu tả loại bom tự chế được gắn vào cơ thể, và hắn ta sẽ cố tình đột nhập vào những khu vực dân cư nhạy cảm nhất, kích nổ khối thuốc nổ, giết chết bản thân mình và thật nhiều người xung quanh hết mức có thể. Thông thường, một tổ chức khủng bố thường được chia ra thành những nhóm nhỏ hay nhánh, gồm những thành viên thậm chí không biết gì về toàn bộ quy mô nhiệm vụ cũng như các thành viên khác. Điều này cho phép bộ não đứng sau một cuộc tấn công khủng bố có thể duy trì được sự kiểm soát và ngăn chặn việc một chi nhánh có thể làm lộ thông tin. Khả năng hòa lẫn vào đám đông dân cư chính là chỗ mà những nhóm khủng bố giành được ưu thế trước quân đội. Chúng sử dụng con người và thành phố để ẩn náu bản thân cũng như tạo ra tác động tối đa về mặt tâm lý đối với mục tiêu của mình. Bằng cách bắt giữ con tin, chúng khiến cho công việc của cảnh sát phòng chống khủng bố trở nên phức tạp hơn. Bằng việc chọn các mục tiêu tấn công là nơi dân thường thường xuất hiện một cách tự nhiên với số lượng lớn như là hệ thống giao thông công cộng, chúng có thể quan sát và lên kế hoạch trong nhiều tháng trước vụ tấn công. Mặt nạ phòng độc là trang bị kỹ thuật cơ bản, vốn được mang ra chiến trường từ thời Thế chiến thứ nhất, khi các loại vũ khí hóa học được dùng bởi cả hai phe. Ngày nay, nó trở thành một phần không thể thiếu của bất kỳ bộ trang bị nào sử dụng trong các chiến dịch trong khu vực đô thị, từ kiểm soát đám đông với hơi cay cho đến chuẩn bị trước cho các binh sĩ. Mặt nạ phòng độc rất tốt khi bảo vệ bạn khỏi khí độc, nhưng nó cũng khiến bạn nhìn khó hơn. Do đó, họ cần phải trải qua huấn luyện để khi cần thì họ có thể sử dụng loại trang bị này. Mặt nạ phòng độc, chúng tôi gọi nó là Pro Mask hay mặt nạ bảo vệ, có vài mẫu khác nhau ở đây. Chúng có chức năng hoạt động khác nhau chút ít. Rõ ràng, chức năng chính là bảo vệ các binh sĩ trước vũ khí hóa học, nhưng chúng cũng rất tuyệt cho mục đích tác chiến CQB, bởi bạn sẽ sử dụng những thứ phi sát thương như là khí CC hay hơi cay, bao phủ mục tiêu bằng những loại khí này trước, sau đó tiến vào. Đeo mặt nạ phòng độc, bạn sẽ có trong tay lợi thế được bảo vệ khỏi hơi cay, trong khi mục tiêu của bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bạn buộc phải có sự hỗ trợ của nó để kiểm soát yếu tố bất ngờ trong CQB. Bây giờ, điều gì khiến những thứ này trở nên thú vị? Đó là chúng cần phải tiện dụng. Tôi không thể sử dụng món này ở cấu hình thiết lập sẵn bởi vì tôi là người thuận tay trái và nó sẽ cản trở thao tác với vũ khí của tôi. Vậy nên, một số người đã nghĩ đến điều đó. Bạn có thể tháo rời nó ra, lấy phần này ra và vặn khớp vào đây. Giờ tôi có thể dùng nó. Nó không làm cản trở đến thao tác bắn của tôi nữa và chúng rõ ràng khá dễ sử dụng. Bạn có thể tháo phần nệm này ra nếu cần phải đeo kính. Đây là điều khá quan trọng mà bạn có thể không nghĩ đến trước đó. Nếu bạn đeo kính mà bạn vội đeo mặt nạ này vào, bạn sẽ gần như bị mù. Có một điều quan trọng về mặt nạ bảo vệ trong CQB, đó là nếu như bạn muốn sử dụng chúng, bạn cần phải được huấn luyện trước. Chúng sẽ thay đổi cách bạn cầm vũ khí, cách bạn ngắm bắn, thay đổi cả cách bạn thường suy nghĩ và hít thở nữa. Vì thế, giống như bất kỳ bộ trang bị nào, nó sẽ là vô giá trị nếu như bạn không bỏ công sức ra làm quen với nó. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng xem xét bộ quần áo chống vũ khí hóa học. Và chúng tôi sẽ đi tới trường bắn để huấn luyện một số nội dung về bắn súng và chuyển đổi vũ khí. Tác chiến không gian hẹp miêu tả hoạt động huấn luyện chiến đấu giữa các hành lang hay trong phòng một tòa nhà. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét chiến thuật và hoạt động chuẩn bị trước cho một chiến dịch phòng chống khủng bố.
Khái niệm vũ khí hủy diệt hàng loạt là thứ bạn thường được nghe thấy trên các bản tin, đặc biệt là các mối đe dọa về vũ khí hóa học và sinh học thường được nhắc đến kèm với khái niệm mối đe dọa khủng bố. Vũ khí hóa học và sinh học có ảnh hưởng tồi tệ vì chúng có thể được sử dụng chống lại một cộng đồng dân cư hay một nhóm binh sĩ không được chuẩn bị trước. Trong trường hợp cả hai cuộc chiến tranh ở Iraq, một số nguồn tin tình báo đã chỉ ra rằng có khả năng lực lượng Iraq sẽ sử dụng vũ khí hóa học. Kết quả của mối nguy này là bất kỳ một binh sĩ nào thuộc lực lượng xâm lược đều được trang bị một bộ trang phục phòng hóa cơ bản. Bộ trang phục này có khả năng che chắn kín cho người sử dụng, giúp họ không bị tiếp xúc với chất độc cả bằng đường thở và qua da. Những bộ trang phục bảo vệ hiện đại hơn được trang bị cho các chuyên gia chất nổ hay chuyên gia ứng phó hóa học, những người phải trực tiếp làm những công việc với những mối đe dọa này. EOD là một bộ trang bị được bọc giáp hạng nặng mà quân đội hay cảnh sát sử dụng để tiếp cận các thiết bị nổ nhằm gỡ hay phá hủy nó. Trong trường hợp các chiến dịch quân sự, có một chiến thuật phổ biến là sử dụng thiết bị nổ tự chế hay bom vệ đường. Đó là một thiết bị nổ được đặt nơi binh sĩ hay xe cộ thường qua lại và có thể kích nổ từ xa. Khi những loại thiết bị nổ này bị phát hiện hay chỉ nghi ngờ xuất hiện, họ sẽ gọi đến đơn vị giả phá bom mìn hay viết tắt là EOD. Những người này được trang bị áo giáp hạng nặng nếu như có một vụ nổ xảy ra khi họ vô hiệu hóa bom. Việc mặc vào hay cởi bộ trang phục này ra cũng là một quá trình phức tạp, thường phải cần có sự trợ giúp của các đồng đội. Bộ trang bị này thường có nguồn cấp khí riêng và thiết bị liên lạc vô tuyến cho phép tất cả những binh sĩ có thể phối hợp với sĩ quan gỡ mìn từ một khoảng cách an toàn. Thông thường, các trang bị như máy dò kim loại, dò mìn được sử dụng để tìm kiếm bom mìn chôn dưới đất. Đây là một quá trình cần phải tiến hành một cách hệ thống và cực kỳ cẩn trọng. Nó có thể khiến một chiến dịch bị chậm lại. Trong một chiến dịch thành công, thiết bị nổ có thể bị vô hiệu hóa hay nổ có kiểm soát sao cho cả cộng đồng dân cư và các đơn vị quân đội liên quan đều được an toàn. Khi tính đến tác chiến không gian hẹp, tất cả các binh sĩ tham gia đều phải là chuyên gia. Một lính chống khủng bố thông thường sẽ mang theo ít nhất hai vũ khí. Vũ khí chính sẽ là một khẩu súng trường tấn công, vũ khí phụ sẽ là một khẩu súng ngắn. Những loại vũ khí này đều có thể rất khó sử dụng dưới sức nóng của GQB. Đó là lý do vì sao chúng ta phải huấn luyện cho đến khi từng động tác đều trở thành bản năng. Bất cứ lúc nào cần phải học cách giải quyết những nhiệm vụ GQB, chúng ta cần phải bắt đầu từ những thứ cơ bản. Ngay lúc này, tôi đang ở Cộng hòa Séc và chúng tôi đang ở trường bắn, luyện tập phản xạ sử dụng vũ khí. Trong một cuộc đọ súng hay bất cứ một tình huống căng thẳng nào, bạn sẽ không có đủ thời gian để nghĩ về những gì bạn được huấn luyện. Chúng tôi sẽ mô phỏng lại những điều sẽ xảy ra khi khẩu súng trường của bạn trở nên vô hiệu. Nó bị hết đạn hoặc khẩu súng bị trục trặc gì đó. Trong tình huống CQB, bạn không thể dừng lại, kẻ địch đang ở phía trước bạn, bạn cần phải tiếp tục chiến đấu. Đột ngột tôi phát hiện ra có gì đó không ổn với khẩu súng của mình, đạn không tự đẩy lên nòng nữa, tôi hết đạn hoặc súng tôi có vấn đề. Do đó, điều tôi làm ngay lập tức, trong khi không rời mắt khỏi mục tiêu, chính là chìa khóa của vấn đề. Đó là mối đe dọa đối với bạn. Tôi sẽ dùng tay của mình và đổi sang sử dụng súng ngắn, rút súng, cầm chắc, ngắm và tấn công mục tiêu cho đến khi nó hết khả năng đe dọa. Hiện giờ, khi tôi đã có thời gian cần thiết, tôi sẽ cất nó và xử lý vũ khí chính của mình, lau sạch nó, sẵn sàng cho một trận đấu súng lớn. Ngày nay, cảnh sát và lực lượng phòng chống khủng bố quân đội sử dụng những biến thể hiện đại của súng trường M4 với rất nhiều phụ kiện gắn kèm như là đèn hay kính ngắm. Hãy cùng xem nó hoạt động ra sao. Đây là một khẩu M4. Bạn có thể thấy ngay lập tức là nó có nòng khá ngắn. Điều này rất tốt. Nó hoàn hảo cho CQB. Nhờ hệ thống khương tuyến trong nòng, dù nòng súng có ngắn hơn thì khẩu súng này cũng khá chính xác. Báng súng có thể điều chỉnh độ dài. Tôi thích loại nhựa này. Nó có vẻ rộng hơn một chút và nó cho phép tôi lắp một thứ chúng tôi gọi là bệ tỉ má. Khẩu súng này có kính ngắm M-Point lắp phía trên. Đây là một kính ngắm điểm đỏ và bạn có thể đơn giản đặt nó vào mục tiêu. Bất cứ nơi nào bạn ngắm điểm đỏ này vào, đạn sẽ bay đúng vào đấy. Nó được trang bị khoảng vài năm trước. Đây thực sự là vũ khí rất tốt cho CQB.
rất tuyệt cho khoảng cách tác chuyển ngắn, cực kỳ hiệu quả. Còn đây là đèn chỉ thị laser, hồng ngoại hay khả kiến, bạn muốn dùng ở chế độ nào cũng được. Còn đây là thứ chúng tôi gọi là đèn đánh dấu. Còn đây là đèn ánh sáng trắng, nếu bạn cần tác chiến CQB trong một căn nhà, bạn sẽ cần nó, ngay cả vào ban ngày. Với hệ thống Ray Picatinny, bạn có thể gắn bất cứ thứ gì lên cũng được. Đồng thời, dưới ốp tay, bạn cũng có thể nhìn thấy một tay cầm phụ. Rất nhiều người thích thứ này. Thêm vài thứ mà bạn có thể phát hiện có mặt trên mọi vũ khí ở đây. Tất cả đều có thước ngắm cơ khí. Thật tuyệt khi gắn kính ngắm lên súng. Nhưng kính ngắm có thể vỡ, do đó bạn cần có khả năng sử dụng vũ khí với thước ngắm cơ khí trong trường hợp bất khả kháng. Bạn cần phải học những điều cơ bản trước khi lắp những thứ tiên tiến hiện đại lên. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem xét bộ trang bị y tế dã chiến của một sĩ quan cảnh sát chống khủng bố và phân tích kỹ càng cách cảnh sát chống khủng bố ứng phó với một tình huống con tin có sự xuất hiện của yếu tố chất nổ. Tác chiến không gian hẹp là khái niệm được sử dụng để miêu tả hoạt động huấn luyện chiến đấu giữa các hành lang hay phòng trong một tòa nhà. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét chiến thuật tác chiến không gian hẹp của các đơn vị cảnh sát và quân đội phòng chống khủng bố, từ ứng phó vũ khí hóa học cho đến giải quyết tình huống con tin. Trong toàn bộ các tình huống chiến đấu, một điều quan trọng là luôn phải chuẩn bị ứng phó với tình huống đồng đội hay dân thường bị thương khi lọt vào khu vực đọ súng. Ngành quân y đã tiến bộ rất nhiều sau hai cuộc xung đột tại Iraq và Afghanistan, khiến cho bộ trang bị cứu thương cơ bản cho cảnh sát và quân đội ngày nay luôn có đủ những thành phần cần thiết nhưng lại gói gọn trong một hộp chứa nhỏ. Được rồi, thứ mà các bạn đang nhìn thấy là một túi đồ cứu thương của lính quân y chiến trường. Anh ta luôn mang theo nó, dù đang ngồi trong xe, vị trí cố định hay tấn công mục tiêu. Tuy nhiên, nó rất nặng, và trong khi nó chứa đầy những thiết bị cứu chữa thực sự hiện đại, chúng ta vẫn phải nghiên cứu, đơn giản hóa nó và tìm ra thứ gì thực sự cần thiết để các binh sĩ chiến đấu có thể mang ra chiến trường và cứu mạng sống với nó. Và sau đó chúng ta có thể sơ tán thương binh ra, đưa anh ta nhập viện và dùng tất cả các thiết bị cứu thương hiện đại có ở đó. Được rồi, đây là những gì chúng ta có. Đây có lẽ là tất cả những thứ mà mọi binh sĩ đều mang theo. Những thứ này rõ ràng không chỉ được các bác sĩ quân y sử dụng mà bất kỳ người lính nào cũng có thể mang theo nó. Vậy nên chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận cuối cùng. Với tất cả những thiết bị giống nhau, đây là dây garo. Nó thực sự được gọi là dây garo cat, viết tắt của chữ Combat Application Tourniquet, dây garo ứng dụng trong chiến đấu. Theo sẽ là một thứ rất quan trọng, Kulex. Chúng tôi có nhiều biến thể Kulex khác nhau, có loại bạn có thể sử dụng như băng gạc và chúng tôi còn có cả băng gạc ép dính nữa. Đây sẽ là thứ bạn dùng để băng bó vết thương. Một sợi dây garo không thể duy trì áp lực nếu như vết thương xảy ra ở vùng nách hay phía trên đây. Do đó, hy vọng thứ này có thể giúp bạn. Bạn có thể ấn nó vào và cố gắng che phủ vết thương, hoặc có thể dùng nó như băng nịt. Có rất nhiều cách để dùng nó băng bó vết thương. Tiếp theo là gì? Zelox. Đây là thứ rất tuyệt. Nó là một loại bột bạn có thể đổ thẳng vào vết thương. Đó chính là cách dùng nó. Tôi thực ra có. Nó là một loại bột có cấu trúc hạt. Khi bạn đổ nó vào vết thương, hạt sẽ trương nở. Còn thứ này là Zelox. Nó không phải là loại bột ma thuật. Tiếp theo là gì? Tôi không có thứ đó. Bộ trang bị của tôi nhỏ hơn anh ta. Đây thực sự là một thứ có tính quyết định. Tôi gọi nó là một tấm chăn vũ trụ. Nó cụ thể là một loại chăn giữ nhiệt được phủ một lớp vật liệu có khả năng phản xạ nhiệt lại cơ thể người choàng nó. Trong tình huống bị sốc do mất nhiều máu, cơ chế ổn định thân nhiệt của bạn có thể sẽ không hoạt động bình thường. Cơ thể bạn sẽ không giữ được thân nhiệt. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ lạnh đi rất nhanh và có rất nhiều vấn đề khác phát sinh. Thứ này sẽ có tác dụng. Bạn chỉ cần choàng nó như thế này và một lần nữa nó giúp cho cơ thể bạn được giảm tải áp lực. Nhìn này, mất nhiều máu đã tệ lắm rồi. Bạn sẽ bắt đầu bị lạnh, mất nhiệt. Cơ thể bạn sẽ chịu gánh nặng hơn để đối phó với nó. Bạn sẽ bị rơi vào một vòng lặp tồi tệ. Tuyệt vời, thứ này là một ý tưởng tốt. Đây là bộ trang bị mà mọi người lính đều phải mang theo. Chúng tôi có nhiều thứ hơn. Những chiếc túi này chứa đầy những công cụ hiện đại để bảo toàn mạng sống của một người lính.
Chúng tôi cắt giảm bớt chúng xuống quy mô như thế này, chỉ gồm những thứ tối cần thiết mà ai cũng có thể mang theo. Như tôi đã nói trước đó, đó không phải là tình huống bạn muốn nghĩ đến, nhưng lại là thứ bạn phải tính toán trước. Hãy cùng xem xét hai kịch bản khủng bố của chúng tôi và phân tích cách cảnh sát chống khủng bố phản ứng. Ở đây, chúng ta có một con tin đang bị một kẻ khủng bố đơn độc bắt giữ, khống chế bằng lượng nổ trên tay hắn. Đội Alpha sẽ tiếp cận từ đường hầm tàu điện ngầm. Họ sắp xếp một vụ nổ đánh lạc hướng và di chuyển vào vị trí ngay dưới mục tiêu và con tin. Đội B hay Beta chính là lực lượng giải cứu con tin khi họ di chuyển từ một sân ga tàu điện ngầm, giải tán toàn bộ số dân thường trong khu vực trên đường di chuyển. Đội Charlie C sẽ di chuyển theo đường hầm bảo dưỡng ngay dưới mục tiêu và con tin. Vào một thời điểm chính xác, đội Alpha sẽ kích nổ, lượng nổ đánh lạc hướng, trong khi đội Beta di chuyển tới con tin và đội Charlie tiến lên để đột kích mục tiêu. Những yếu tố bất ngờ, tốc độ và bạo lực áp đảo được phối hợp nhịp nhàng giữa các đội, tập trung vào từng phần riêng biệt của nhiệm vụ sẽ cho phép họ kết thúc được tình huống bắt cóc con tin một cách nhanh chóng và quyết định. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống bắt cóc con tin trong ga tàu điện ngầm và đồng thời cùng xem xét tình huống trong khu văn phòng và cùng đi tới kết luận. Tác chiến không gian hẹp là khái niệm để diễn tả việc huấn luyện chiến đấu trong những căn phòng và hành lang tòa nhà. Hôm nay, chúng ta cùng xem xét một tình huống chống khủng bố sử dụng kỹ thuật tác chiến không gian hẹp của cảnh sát và quân đội, đặc biệt là cách làm thế nào để bảo vệ trước tình huống tấn công bằng vũ khí hóa học, thuốc nổ hay bắt cóc con tin. Hãy cùng xem xét nhanh tình huống bắt cóc con tin bị đánh bại trong một tòa nhà văn phòng. Một con tin và mục tiêu đang ở trong góc một phòng hội nghị lớn. Nhiều đội sẽ phối hợp với nhau tấn công từ bên ngoài khu vực mục tiêu. Đội A là đội gần mục tiêu nhất và thường là đội sẽ ra tay tiêu diệt đối tượng. Đội B ở khoảng giữa và sẽ là đội tiếp cận gần con tin nhất. Cuối cùng, đội C tiếp cận từ tầng hầm và sẽ đánh lạc hướng kết hợp tấn công mục tiêu khi có tín hiệu đèn xanh. Khi mục tiêu trang bị áo choàng thuốc nổ tự sát, việc phối hợp chính xác là tối quan trọng. Đến thời điểm quyết định, họ phải di chuyển cực nhanh để vô hiệu hóa mục tiêu, giải cứu con tin và vô hiệu hóa khối thuốc nổ.
Trong tập phim hôm nay, chúng ta đã được xem cách cảnh sát chống khủng bố chuẩn bị cho các tình huống CQB khác nhau và trang bị y tế chiến trường cùng huấn luyện sử dụng vũ khí sẽ giúp đồng đội của bạn và dân thường sống sót như thế nào.